chỗ của nhà nha, mà cái nhà dùng cơm nha. Ba cái nhà dùm cơm. Gọt giải cho nó giòn.
Cảm ơn cả nhà đã xem video. Xin chúc cả nhà có những bữa cơm gia đình thật ngon miệng, vui vẻ và hạnh phúc. Cả nhà xem video cho mình xin đăng ký, chia sẻ và xem hết video.
ủng hộ trên kênh Nét Đảo Lý Sơn, cho chuyên về ẩm thực, đời sống, văn hóa, phong cảnh hải đảo Lý Sơn, cũng như là những chuyến lặn biển, mưu sinh trên đảo. Cả nhà nhớ nhấn chuông theo dõi những video mới nhất và subscribe kênh nha cả nhà. Xin chào tạm biệt cả nhà.